Câu hỏi tiếp theo, họ hỏi niệm Phật thế nào thì có thể công phu thành phiến? Điều kiện quan trọng nhất chính là buông xuống vạn duyên. Bạn còn một chút không buông xuống được thì công phu của bạn sẽ không thành phiến. Thành phiến nghĩa là gì? Không hoài nghi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì thành phiến. Chúng ta có thể từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm. Ở đây thường nói khởi tâm động niệm, ở trong tâm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có tạp niệm, đây gọi là công phu thành phiến. Cho nên nếu bạn có một việc không buông xuống được, có một việc còn vướng bận trong tâm, thì bạn sẽ không thành phiến được rồi. Nó sẽ đến để cản đường bạn, nó sẽ đến chướng ngại bạn, phá hoại công phu thành phiến của bạn. Phải biết điều này. Những việc này hơn phân nữa không phải ở bên ngoài, quan trọng nhất là sự kiên trì trong nội tâm của bạn. Chủ yếu nhất chính là triệt để buông xả. Lời này nói ra thì dễ, nhưng khi làm thì không dễ dàng. Đặc biệt là phụ tử tình thâm, không dễ dàng buông xả. Đó là tình chấp. Trong xã hội hiện nay, chân thật có người đến cả cha mẹ mình cũng chẳng đối hoài. Trong tâm trí của họ không có cha mẹ. Trong tâm họ có gì? Có tiền tài. Thấy tiền thì mắt sáng lên. Bạn có một thứ không buông xả được cũng không thể thành phiến. Cho nên danh văn lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tôi thường hay nói ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, những thứ này không buông xuống được thì rất khó được công phu thành phiến. Buông xuống có hai loại. Nhà Phật nói đoạn phiền não, một loại là chân đoạn, một loại là phục đoạn. Bạn có thể khống chế được nó, cho dù không đoạn được nó cũng không khởi tác dụng, vậy thì được, đó gọi là công phu thành phiến. Nếu là chân đoạn thì đó gọi là nhất tâm bất loạn, cao hơn công phu thành phiến. Nhất tâm có sự nhất tâm, có lý nhất tâm, ít nhất là sự nhất tâm. Sự nhất tâm thì việc giảng sanh thế giới cực lạc đã tự tại rồi, hoàn toàn tự tại, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Muốn ở lại thế gian này thêm mấy năm cũng không trở ngại gì. Chân thật có thể làm được. Đây gọi là được đại tự tại. Hơn nữa, sự nhất tâm khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc không phải là sanh trong cõi phàm thánh độc cư, mà là sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Địa vị đó rất cao. Nếu phục được, đây gọi là phục đoạn, không phải là chân đoạn. Niệm Phật hiểu được công phu đắc lực. Tuy có những phiền não này, nhưng chúng cũng không thể tác dụng. Loại này gọi là phục đoạn, giống như là lấy đá đè cỏ, đè xuống rồi nó cũng hiệu quả, nhất định có thể đới nghiệp giảng sanh. Công phu như vậy là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Thông thường chúng ta niệm Phật 3 năm, công phu này có thể làm được. Nếu nói đoạn diệt được phiền não như đại đức xưa nói, thì người thời nay chúng ta không có ai có thể làm được. Đây là thật, không phải là giả. Việc ngày nay chúng ta có thể làm được là đè, ép xuống, dùng một câu Phật hiệu để đè nén tất cả phiền não tập khí xuống. Thí dụ như khi bạn khởi tâm động niệm, khởi lên tâm tham, khởi lên tâm sân giận,
Ý niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật đè cái ý niệm này xuống. Đây gọi là niệm Phật, đây gọi là công phu. Tuyệt đối không phải là một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, vậy thì một chút công phu cũng không có. Niệm câu Phật hiệu đó không có chỗ dùng. Người xưa gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Cái đó không có chỗ dùng. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu, 20 vạn câu cũng không có chỗ dùng. Trong tâm vẫn là một mớ hỗn độn, vẫn là rất nhiều vọng tưởng. Cho nên khi niệm Phật, quan trọng nhất chính là đánh bay vọng tưởng, nhất định không cho phép trong tâm của chính mình khởi lên vọng niệm. Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm cũng không nên quan tâm đến nó. Hết thảy đều dùng một câu Phật hiệu để thay cho nó. Đây chính là niệm Phật. Công phu như vậy mới có thể thành phiến. Thành phiến cũng có chín phẩm. Thường tam phẩm thì thật sự là tự tại giảng sanh, biết trước giờ đi. Câu hỏi tiếp theo: người niệm Phật có Phật Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần phù hộ, vì sao khi lâm chung có oan thân trái chủ chướng ngại sự giảng sanh của họ? Người niệm Phật công phu có đắc lực, có không đắc lực? Nếu thật sự công phu thành phiến thì người niệm Phật này đắc lực. Khi lâm chung, oán thân trái chủ sẽ không chướng ngại họ. Nếu công lực của bạn không đủ, hay nói cách khác, bạn không giảng sanh nổi, oán thân trái chủ sẽ đến đòi nợ bạn. Thiếu mạng thì tìm bạn đòi nợ mạng, thiếu tiền thì tìm bạn đòi nợ tiền. Bạn vẫn là không thoát nổi rồi. Những việc này đều là thật, không phải là giả. Nếu thật sự thấu rõ những chân tướng sự thật này thì nhất định không được hại mạng chúng sanh. Ngàn vạn lần đừng cho rằng động vật nhỏ không đáng gì, mũi kiến sâu bọ, bạn giết chúng đến lúc mạng chung, chúng cũng đến đòi mạng. Chúng cũng là một sinh mạng mà. Tiền tài bất nghĩa bạn lấy được rồi, bạn vẫn phải trả nợ. Ngạn ngữ gọi là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đời đời kiếp kiếp, nhân quả ba đời. Vì sao lại đến thế gian này? Nói thật ra chính là vì đòi nợ trả nợ mà đến. Nếu việc nợ nần của một người đều sạch sẽ, không thiếu nợ người, không thiếu nợ mạng, cũng không thiếu nợ tiền, thì oán thân trái chủ cũng không còn. Oán thân trái chủ là tự mình tìm đến. Công phu đắc lực thì oán thân trái chủ cũng hoan hỷ. Việc này mấy năm trước ở Singapore, chúng tôi đã tận mắt mà nhìn thấy. Vị trưởng tràng của cư sĩ Lâm Singapore, là cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh. Trước khi giảng sanh một ngày, tôi quy y cho ông, truyền thọ tam quy ngũ giới cho ông. Ông biết trước giờ ra đi. Khi giảng sanh, các đồng học của cư sĩ Lâm là chúng xuất gia ở lớp bồi dưỡng. Chúng tôi chia nhau mỗi nhóm 4 đồng học để trợ niệm cho ông suốt 24 giờ, không gián đoạn. Chúng tôi như vậy cứ 4 người là một ca, không gián đoạn.
Một ngày nọ, sau khi trợ niệm trong nhà ông, đồng học trở về, dẫn theo oán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần, rất nhiều người, dẫn theo rất nhiều chúng quỷ đến cư sĩ Lâm. Họ dựa vào thân của một người. Cư sĩ Lâm có niệm Phật đường, đã nhập vào thân một cô gái ở niệm Phật đường đó. Cô bé cũng đã gặp qua tôi, tên là Đỗ Mỹ Tuyền. Dựa trên thân của cô bé này, khi dựa thân thì cô bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, lúc sau mới nói chuyện được. Họ là oán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Rất nhiều người, họ nói lão cư sĩ thật tốt, niệm Phật giảng sanh rồi. Chúng tôi rất tôn trọng ông ấy, chúng tôi cũng không gây phiền phức cho ông ấy. Oán thân trái chủ nói là không gây phiền phức. Họ nói chúng tôi được sự đồng ý của thần hộ pháp của cư sĩ Lâm để cho chúng tôi vào đây. Chúng tôi đến đây có hai mục đích. Thứ nhất là đến cầu quy y. Lúc đó đúng lúc tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông, họ gọi điện thoại nói với tôi việc này. Tôi nói các vị hãy nhanh chóng quy y cho những quỷ thần này đi. Chính là oán thân trái chủ của cư sĩ Trần phải quy y cho họ. Yêu cầu thứ hai, họ yêu cầu được nghe kinh, yêu cầu được nghe kinh Địa Tạng. Ban đầu họ yêu cầu được nghe kinh. Tôi nói Lầu Năm của chúng tôi là giảng đường, mỗi ngày đều có pháp sư giảng kinh. Họ nói ánh sáng ở giảng đường quá lớn, quỷ không chịu được. Sau đó thì nghĩ đến trai đường nhà ăn, trong đó có tivi phát băng giảng kinh Địa Tạng. Họ rất hoan hỷ, liền đồng ý. Cho nên chúng tôi ngày đêm phát băng giảng kinh không ngừng. Phát được hơn một tháng thì họ đạt được lợi ích, đều đi rồi. Đây chính là công phu đắc lực chân thật của bạn. Chân thật là niệm Phật giảng sanh. Những oán thân trái chủ này cũng hoan hỷ, sanh đến thế giới Cực Lạc thì thành Phật rồi. Họ có quan hệ với Phật, tương lai cũng là có duyên được độ. Nói chung là có duyên với Phật, cho nên họ không gây phiền phức. Bạn xem họ đến cầu quy y, đến cầu siêu độ, yêu cầu được nghe kinh, đây là việc tốt. Phàm là lúc khi lâm chung còn có oán thân trái chủ đến gây phiền phức, chướng ngại giảng sanh, thì trong tâm bạn hiểu rõ một đời này của họ không thể giảng sanh. Người chân thật giảng sanh thì oán thân trái chủ nhất định không dám đụng đến rồi. Đúng thật là có Phật Bồ Tát hộ niệm, có Long Thiên Thiện Thần bảo hộ.